Nói thật thì tôi xem anime đủ lâu để nhận ra rằng là mình không nên và không bao giờ nên tin vào mấy cái trang đưa tin về anime với cái dòng chữ siêu phẩm to đùng ở trên cái tiêu đề. Công thức đơn giản nhất để viết ra một cái bài kiểu như thế đó là bạn lên YouTube, thấy trailer anime nào đó đẹp đẹp một tí, lấy cái tên gắn chữ siêu phẩm vào. Xong, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái video của Bi Huyền Senpai đó nhá. Một dẫn chứng đầy thuyết phục nữa cho câu mà tôi đã từng nói đó là cộng đồng anime của mình đa dâm vãi lìn. Bất kỳ một em waifu quốc dân nào cũng sẽ chết trong vòng 2 tuần và bị thay thế bởi một em khác trông xinh hơn. Tale of Destiny đã từng được xem là một siêu phẩm anime 2021, nhưng mà tôi đoán là do có gái xinh chứ không phải là tại vì nó hay. Bạn biết nó là một anime nổi tiếng khi mà có kênh YouTube làm về tóm tắt, phân tích nguồn gốc và cả giải thích các thứ về nó. Và sau 2 năm thì tôi chỉ có thể nói đó là tôi vừa phí nó 6 tiếng đồng hồ chỉ để xem một cái quảng cáo. Trước tiên thì bối cảnh của Tale of Destiny nói về một tương lai mà ở đó có mấy con quái vật được gọi là D2 xuất hiện. Cái đám D2 này rất là ghét âm nhạc, giống như là bạn vào những ngày Tết khi mà phải nghe 10 nhà mở 10 cái karaoke vào lúc 3 giờ sáng vậy. Nên là chúng nó sẽ mò đến và phá hủy bất kỳ chỗ nào có âm nhạc. Lúc này thì thế giới đã xuất hiện những cá nhân có đủ khả năng để chống lại D2, đó là các Musigard và người điều khiển họ là Conductor. Về cơ bản thì đây là Pokemon, nhưng mà bạn không bị quăng ra đường vào lúc 10 tuổi và phải điều khiển đám súc vật. Tôi khá là thích cái mặt nội dung này, kiểu nó nhân hóa những cái tác phẩm âm nhạc và tạo ra một cái câu chuyện dựa theo cái câu hỏi đó là sẽ thế nào nếu như âm nhạc biến mất. Dưới sự hợp tác của hai studio vô cùng chất lượng đó là MAPPA và Nhà Thương Điên. MAPPA thì dạo này nổi tiếng qua chữ Shukai Sen rồi Chainsaw Man. Nhà Thương Điên thì ôi anh em nhìn đi, anh em mà chưa xem anime nào của Madhouse là anh em quá kém. Nhân vật thì được thiết kế bởi Lam, một trong những artist có nét vẽ và lên một phải gọi là What xà lách VKL. Gặp ngoài đường chắc là tôi suốt. Cũng chả trách được lý do mà tại sao mọi người lại đặt cái kỳ vọng lớn vào Tale of Destiny ấy. Nó có những cái điều kiện cần và đủ để tạo ra một bộ anime hay. Vậy nên nó lại càng làm cho tôi cảm thấy thắc mắc khi mà với những cái điều kiện như thế, Tale of Destiny vẫn là một anime nhạt nhẽo từ đầu đến cuối và tồn tại những cái điểm cực kỳ vô lý trong câu chuyện. Bộ anime mà nổi bật nhờ cái cảnh chiến đấu và gái anime thì chắc chắn là hình ảnh của nó phải đẹp rồi. Thực sự mà nói thì tôi vẫn hơi thất vọng một tí khi mà có những cái cảnh chiến đấu được làm khá là sơ sài. Chưa kể là các cách chuyển cảnh trong combat đau mắt cực kỳ. Nhưng mà bản thân tôi không phải là một người chú trọng vào mặt hình ảnh lắm, với cả chục Destiny, Hell với cả Heaven xin vãi liền, cho nên là được tha thứ hết, được chưa? Mang tiếng là một anime lấy chủ đề âm nhạc, nhưng mà phải nói thật là âm nhạc trong phim được làm khá là sơ sài. Những cái thứ như là opening kết hợp với Mafu thì nghe cũng hay, cái bản OST được xào nấu từ các tác phẩm kinh điển thì nghe nó cũng ổn. Vấn đề nó nằm ở chỗ quan trọng nhất của một bộ anime action, đó là các cảnh combat. Bằng một cách thần kỳ nào đó, các cảnh combat trong phim luôn luôn bị thiếu cảm xúc một cách trầm trọng. Điều này có thể là do thiếu đi các hiệu ứng âm thanh trong chiến đấu. Chụp anh em có thể nghe cái đoạn này. Thì bây giờ anh em hãy so sánh nó với cái cảnh explosion của Megumin, có phải gọi là khác bọt hẳn ra luôn. Chưa kể là mấy con D2 ở trong phim nó chả gây ra một cái tiếng động đéo gì khi chúng nó chết cả. Cùng lắm là chúng nó kiểu ngáp ngáp được vài câu, còn lại thì chúng nó chết thì chúng nó chết thôi. Chốt lại thì hình ảnh trong phim được làm khá là chỉnh chu, nhưng mà hạn chế về mặt âm thanh trong cái cảnh chiến đấu aka toàn bộ ý chính của cái anime này, thì nó bất giác tạo cho tôi một cái linh cảm không được tốt lắm về những gì mà tôi sắp phải xem. Câu chuyện của Tale of Destiny kể về một anh bạn có tên là Tuck, là một người chơi piano rất là giỏi và đang cùng với Destiny và Anna trên đường đi đến New York. Ngay từ đọc đầu tiên, chúng ta đã thấy cái sự vô lý trong cách xây dựng tình tiết. Tuck ngang nhiên đánh piano giữa nguyên cả một cái thị trấn dù biết là D2 bị thuốc bởi âm nhạc, làm cho cái con này tới xong mà nó muốn phá nát cái thị trấn của người ta luôn. Tất cả chỉ với mục đích đó là giới thiệu bối cảnh của bộ phim này. Qua những tập sau, mọi thứ nó càng tồi tệ hơn, chủ yếu là nó giải thích lý do tại sao nhóm Tuck phải lên đường đi đến New York là do cái thị trấn
trấn họ đang ở có một cái dàn nhạc đi qua và sau đó bị chiếm bởi đám D2. Cosette lúc chết thì đã thức tỉnh năng lực của Musigat và trở thành Destiny. Cái điểm vô lý ở đây đó là tại sao trong cái thời điểm nhạy cảm như thế lại quyết định tổ chức dàn nhạc. Sau này thì chúng ta được biết là D2 xuất hiện là do cái thằng mặt lờ này, nhưng mà riêng việc mở dàn nhạc hỗ trợ HKT trong cái thời điểm này mà không có biện pháp bảo vệ là vô lý, hay có thể gọi là quá là ngu. Và tất nhiên mọi thứ nó càng tồi tệ hơn theo thời gian. Mạch truyện rời rạc một cách kinh khủng khi mà gần như không có sự kiện nào được liên kết với sự kiện nào cả. Cái sự kiện mà có cái ông mặt trang gian lấy tiền của người dân đi mở casino này thì nó không hề rõ ràng. Thậm chí hai nhân vật chính còn không phải là người giải quyết cái sự kiện này. Chúng nó chỉ đến để đấm đám D2 và kiểu hết. Lúc đầu tôi cũng nghĩ chắc là do đầu phim nên là tạo cái sự kiện này để build up cho cái mối quan hệ giữa Lenny và Todd. Nhưng mà không. Cái sự kiện sau cũng hoàn toàn rời rạc như là cái sự kiện gặp cái thằng mặt gian gian nhưng mà tóc vàng này. Thanh niên này mời nhóm sắt lên tàu và cái tàu bị tấn công, sau đó nhóm sắt phải đi giải quyết cái chuyện đấy. Kiểu trung bình anime action. Tôi cứ nghĩ là nó sẽ để lại cái gì đó cho cái cốt truyện sau này, nhất là khi Chuck đã được giới thiệu là cái gai trong mắt của anh bạn này. Nhưng mà đoán xem, tất nhiên là không. Nó không có một cái tác dụng gì ngoài việc cho anh Man nói được một câu khá là ngầu lòi. Chúng ta còn chưa nói đến động cơ của các phản diện. Tôi có thể hiểu được phần nào lý do mà cái thằng mặt gian gian tóc vàng này nó muốn gọi D2 để mà phá hủy cái chỗ này. Và biên kịch cũng đã cho cả một tập để tạo ra cái lý do chính đáng cho Destiny bảo vệ nơi này, cũng như là kết hợp với sự kiện trong quá khứ để cho Chuck có một lý do để đấm vào mồm cái thằng Justin Bieber này. Nhưng mà cái kết của sự kiện này lại vô lý cực kỳ. Hell tha chết cho Chuck và Destiny hai lần. Lần thứ nhất là do nó thích như thế, còn lần thứ hai thì nó bảo là do nó đùa. Kiểu đấm con người ta xém chết đến nơi xong mình lại bảo là đùa. Kiểu what the fuck, kiểu quen biết đéo gì mà đùa. Bỏ qua cái vấn đề đấy. Lúc này Heaven xuất hiện và ngăn không cho Hell giết Chuck và Destiny theo lệnh của cái thằng tóc xanh AK chùm cuối. Vấn đề là tại sao? Xem hết phim tôi vẫn không hiểu tại sao cái thằng tóc xanh này lại tha chết cho Chuck. Kiểu không phải giết nó luôn thì sẽ khiến nó không cản trở gì về cái kế hoạch của anh bạn này hay sao? Mình đã nói đến cái kế hoạch của anh bạn tóc xanh này thì lại một lần nữa đó làm tôi bối rối phải cả liền. Về cơ bản thì anh bạn này muốn dồn tất cả D2 lại cùng một chỗ và phá hủy cả cái thành phố để tiêu diệt chúng. Cái vấn đề là tại sao lại làm nó ở New York, một cái nơi mà có rất là nhiều người dân sống. Kiểu nếu đã có khả năng điều khiển D2 thì thực hiện nó ở chỗ nào khác không phải là tốt hơn hay sao? Chưa kể nó còn tạo ra một cái sự mâu thuẫn khi anh bạn này vừa muốn tiêu diệt D2 mà cũng vừa muốn giết cả người dân ở trong cái thành phố. Vậy thì mục đích của anh bạn này là để làm cái gì? Cái đấy chỉ nói riêng về điểm vô lý xảy ra trong phim thôi nhé. Tôi còn chưa nói đến cái sự rời rạc này, nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến nhịp độ của phim. Những cái lúc mà nó cần chậm thì nó lại diễn ra quá nhanh, còn những lúc mà nó cần nhanh thì nó lại diễn ra quá chậm. Ví dụ như là biên kịch cho hẳn một tập chỉ để nói về việc nhóm Chuck đã dừng chân tại một cái thị trấn random nào đó. Và đoán xem, sự kiện này không hề để lại bất kỳ một cái tác động nào cho câu chuyện ngoài việc thể hiện Chuck yêu âm nhạc đến như thế nào, thứ mà được nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần ở trong cái phim này. Kể như đó thì chắc anh em cũng hiểu cái cách xây dựng tình huống trong Tale of Destiny nó bị vô lý đến cái mức độ nào. Cái sự thiếu liên kết và rời rạc này khiến cho cùng lắm là một vài cảnh combat Oxalad và những cái khoảng trống mà phim đặt ra để phát triển nhân vật thì còn lại đều gây cảm giác rất là nhàm chán. Thậm chí là nó còn chán hơn cả prologue của Genshin Impact. Cái pha mà giảng hòa với con rồng này chán đến nỗi mà nó biến The Violin thành The Violin. Kiểu câu đùa này nó buồn cười tại vì The Violin nghe nó khá là giống với The Violin. Và The Violin là tên của con rồng ở trong cái hạt đấy. Nói chung là anh em hiểu ý tôi mà đúng không? Trước tiên thì chúng ta cần phải nói đến nhân vật chính của bộ phim này. Đó là Chuck. Anh bạn này được thiết kế là một kiểu nhân vật khá là lầm lì, ít nói và rất là nghiện chơi đàn. Vì nỗi đau trong quá khứ nên là anh bạn này về cơ bản là một thằng edgy boy điển hình. Và tôi không thích nhân vật này cho lắm. Đừng hiểu nhầm ý tôi nhé, tôi là một người cực kỳ cởi mở với cái cách xây dựng nhân vật khác nhau. Đến cái thằng Kringer chúa như là Hachiman tôi còn xem được thì thanh niên này đã là cái đéo gì. Cái vấn đề đó là cái hành trình phát triển của Chuck thực sự nó không thuyết phục. Từ đầu đến cuối anh bạn này vẫn là một cái người lầm lì và không quan tâm đến người khác. Anh bạn này cũng không có bất kỳ một cái điểm tốt nào mà lý tưởng đem âm nhạc trở về thế giới, và thậm chí cái lý tưởng này đến cuối phim mới được bộc lộ ra. Thay đổi thì chắc là cùng lắm là anh bạn này biến thành Kaneki xong rồi hận cuộc đời, khiến việc Destiny và Anna dành tình cảm cho anh bạn này là cực kỳ thiếu thuyết phục. Ở chiều ngược lại thì Destiny được phát triển tốt hơn những cái gì mà tôi nghĩ. Phim có khá là nhiều khoảng trống để Destiny nhìn nhận thế giới này một cách con người hơn. Và tiếc thay, đó lại là điểm tốt duy nhất của cái bộ phim này. Trong phim thì tôi thấy có hai nhân vật phụ đáng chú ý nhất, đó là cặp Lenny và Titan. Nhưng mà cái cặp này cũng được làm không tới nơi tới chốn. Đừng hiểu nhầm nhé, tôi rất là thích cái anh bạn Lenny, hiểu không? Kiểu cảm giác anh này là một người rất là tận tâm, rất là chu đáo và cũng là một cái người thầy rất là... Ủa? Ủa? Ủa gì đấy?
tiếng nhạc đâu ra nên khoan từ từ. Nhưng mà chúng ta lại không được gắn bó với hai nhân vật này quá nhiều. Cho đến khúc cuối khi mà Lenny sắp ra đi thì biên kịch chỉ đơn giản là quăng vào mặt chúng ta một cái flashback và kiểu ok, Lenny có liên quan đến mấy cái sự kiện bla 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 bla, xong rồi cho ông tập để mà câu nước mắt của người xem. Lý tưởng và chiều sâu trong tâm lý của nhân vật chính và phản diện phải gọi là quá rời rạc. Việc không thèm giới thiệu gì về phản diện ở đầu phim khiến cho mọi thứ từ mục đích, tính cách, động cơ đều được giải thích dồn hết về đoạn cuối. Và phải nói thật là cái đoạn hội thoại này giống như là hai đứa con nít nói chuyện với nhau ấy. Thậm chí là nó còn không làm nổi bật lên cái sự trái ngược trong lý tưởng của cả hai. Cái thằng này nó cứ nói một tràng về con người và cuộc đời, xong rồi thằng men thì kiểu dài quá, đéo đọc, xong rồi biến thành Kaneki Ken. Và liệu rằng là chúng ta có cần phải nói về quả giới thiệu không thể nào hời hợt hơn của Valkyrie và làm thế đéo nào mà Destiny có thể đấm vào mồm cái con này, trong khi trước đó còn bị Heaven và Hell đập cho tơi tả. Lúc mà tôi quyết định làm cái video như thế này thì tôi cũng đã sẵn sàng để nhận được những cái ý kiến trái chiều. Thường thì phần này sẽ là phần mà tôi nêu một vài điểm tốt của phim xong rồi kết thúc video để thanh minh về việc mình không tiêu cực đến mức đó. Nhưng mà thật sự mà nói, ngoại trừ họ đã phí phạm cả một quả nội dung cực kỳ tiềm năng và heo sinh vác cả liền ra, thì thành thật mà nói, theo dõi bộ phim này là một hành trình vừa dài vừa nhạt nhẽo. Tôi mong rằng là tôi đã có thể khen về sự tương tác của các nhân vật, nhưng mà các cuộc hội thoại trong phim diễn ra một màu và lại một lần nữa là sự nhạt nhẽo. Tôi đoán là do phim cố gắng để trở thành một bộ anime xem để giải trí, vừa cố gắng để nó có thể có chiều sâu, thành ra là nó không có cái nào ra cái nào cả. Nói đi thì cũng phải nói lại, 7 điểm trên My Anime List cũng đã chứng tỏ rằng là có một bộ phận người xem nào đó thực sự tận hưởng bộ anime này. Bạn cũng có thể xem nó nếu như mà bạn muốn chiết thời gian hoặc là để lên mạng xem lờ về nó giống như là tôi đang làm. Chung quy lại, Take Off Destiny là một bộ anime nhạt nhẽo, cốt lõi của phần action nó đã có vấn đề ngay từ phần âm thanh và sau đó thì càng ngày biên kịch lại càng đâm đầu vào lòng đất. Nhưng mà phải nói thật, tức là tôi thà xem bộ này còn hơn là xem Thám Tử Đã Chết.